xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm về phòng của mình, thì người anh phòng của mình có bị một chấn thương của mình, mình sẽ có là nhập viện mấy ngày rồi, nên là hôm nay mình sẽ quà cho anh phòng mình và cũng là quà mua thật sống của mình, thì là anh phòng mình và ít thuộc của mình có thế, nhưng mà anh ít thuộc của mình hôm nay các bạn mình sẽ ra đâu để mua đồ chơi, và mình sẽ mua quay ở đúng rồi, đó chính là My Kingdom. Hôm nay chúng ta sẽ ra My Kingdom để mua Beyblade, quay Beyblade, cũng là mình sẽ mua 3 con, 1 con cho mình, 1 con cho ăn mé, với cả 1 con cho Tito, chính là nhân vật Tito đó, Tito. Và cái đấy các bạn chưa biết thì Tito là anh không của mình. Đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu lên xe thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lên xe. Rồi, bây giờ bắt đầu đi thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra My Kingdom. My Kingdom chẳng muốn nhất bạn. Bây giờ thì vừa ra My Kingdom vừa trời mưa, đen quá đi mất thôi. Còn bây giờ tập trung ra nha. Bây giờ chúng ta đã đến My Kingdom Trần Phú hả bố? Ok, My Kingdom Trần Phú. Đây, đó chính là My Kingdom Trần Phú. Dù là 9 giờ rồi nhưng mà mọi người vẫn vào trong My Kingdom để mua. Chúng ta đã lâu rồi không vào trong My Kingdom. Bây giờ chúng ta vào đấy.